Một hệ thống xử lý nước mặn đã được quân chủng phòng không không quân trao tặng nhân dân xã Cối Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vào chiều ngày hôm qua. Hệ thống này thì giúp người dân nơi đây chủ động với nguồn nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn. Cuối Thiện là một trong hai xã thuộc Cù Lao Dài, nằm giữa dòng sông Cổ Chiên, cách bờ biển gần 50 km, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng xâm nhập mặn. Hệ thống xử lý nước mặn có giá trị gần 150 triệu đồng, trong đó thì có 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân. Phần còn lại do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Việt Mỹ, nhà cung cấp và lắp đặt thiết bị tài trợ. Hệ thống xử lý loại bỏ 90-95% các muối hòa tan, kim loại nặng và các phân tử hữu cơ khử trùng bằng tia UV đảm bảo cung cấp nước đủ tiêu chuẩn cho sinh hoạt và ăn uống. Với công suất lọc 300 lít nước một giờ, một ngày là 7.200 lít, hệ thống sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu nước ăn uống cho nhân dân trên địa bàn xã Cuối Thiện.